cưng quá nè. Đi nãy giờ mà cháu của ngoại ngoan quá trời. Bé nhìn này, cái má của nó nè, cắn dễ sợ luôn á. Mẹ, lúc con còn nhỏ mẹ có cưng con giống vậy không? Có chứ sao không. Con còn được cung phụng giống như công chúa vậy đó. Chỉ tội nghiệp cho nì của ngoại thôi ha. Con gì? Con nói trước đi. Con đến với gia đình mình năm con 12 tuổi. Con cứ nghĩ khoảng thời gian 10 năm là một khoảng thời gian khá dài. Nhưng mà con nghĩ lại cũng như một cái chớp mắt. Trong 10 năm đó có hạnh phúc, có đau khổ, có hạnh ngộ, có chia ly. Nếu mà hỏi con có giận hờn, con có oán trách hay không, thì con cũng không thể dối lòng mình mà nói không được. Khi con rời nhà đi, con mới chỉ là đứa trẻ 12 tuổi. Con có biết gì về cuộc đời này đâu chứ. Và con chắc chắn cũng từng nghĩ là ước gì những người đã từng đối xử không tốt với con cũng sẽ phải trả giá. Nếu như mà con mất cha mất mẹ thì họ cũng vậy. Nếu như con phải vất vả từng ngày kiếm từng đồng bạc để lo cho cuộc sống của mình, thì con ước gì con cái của họ cũng phải trở thành như vậy. Con ước là họ cũng sẽ phải trải qua tất cả đau khổ, tất cả bất hạnh mà con đã phải trải qua. Nhưng mà sau tất cả, con thấy những điều mà mình từng nghĩ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa hết. Con chỉ mong tất cả đứa trẻ sinh ra trên đời này sẽ không phải chịu bất cứ một bất hạnh nào như con. Sau tất cả, con nhận ra là thứ quan trọng nhất chỉ có tình thân mà thôi. Cho nên ngày hôm nay con lấy hết dũng khí để tới đây gặp hai người. Khách My, dì xin lỗi con. Dì biết dù lời xin lỗi này là rất muộn màng, nhưng dì vẫn phải nói. Có như vậy dì mới yên lòng được. Nhưng nếu không xảy ra những biến cố này thì dì sẽ không thấy giá trị đích thực của cuộc sống. Dì được sinh ra trong một gia đình giàu có, đó là may mắn của dì. Nhưng đó cũng là cái bẫy cho những kẻ trịch thượng, nghĩ mình là thượng đẳng như gì. Dì đã không có sự cảm thông hay thấu hiểu bất cứ ai cho tới khi ba con qua đời. Gia sản đều bị lừa lọc mà mất hết, đến cuối đời phải sống trong cảnh tung thiếu. Thì dì mới nhận ra tiền bạc chỉ là phương tiện, chứ nó không phải là mục đích sống của con người. Khi có bé này, dì càng nhận ra cuộc sống thật sự là như thế nào. Bé này có thể gọi em là dì được không? Này, con qua cho dì My ẩm thử nha. Bé nì qua với dì My nha. Con sẽ xin bãi nại cho anh Minh vì chuyện bắt cóc con. Con hy vọng là anh Minh sẽ được giảm án. Một lần nữa, dì cảm ơn con nhiều lắm Khánh My. Dạ. Cho phép chị gọi em là em nha My. Sau bao nhiêu biến cố, chị nhận ra là mình đã sai với em rất nhiều.
Cũng may là em còn sống, cho chị chuộc lại lỗi lầm của mình. Nếu như nằm đó chị không vì sự thiếu hiểu biết của mình đối xử tốt với em, thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác rồi. Em cũng xin lỗi chị. Em mới là người có lỗi. Là chính em đã không chịu mở lòng với mọi người. Có thể là sau ngày hôm nay ba của mình đã có thể cười được rồi, đúng không chị? Dì, dì cho con phụ dì với chị Dân chăm sóc cho bé Nì nha. Có đúng không? Má, khoai này má. Má, má ăn đi. Ừ. Nóng quá. Mì à, coi lại đây với má luôn đi, đừng có đi đâu hết trơn á. Con cũng chưa biết nữa, nhưng mà sợ ở đây lâu thì con... Hả? Con sao? Dạ, con sợ là con sẽ giành mối đang vợ với má đó. Trời, tưởng gì. Chuyện đó hả? Tôi còn mong như vậy đó. Cô nương, muốn giành hả? Tôi cho giành luôn. Mi à, ăn khoai đi con. Dạ, con cảm ơn má. Phải chi thằng Quốc nó còn ở đây thì hay biết mấy. Sao mình luôn có cảm giác anh ấy ở rất gần mình. Từng kỷ niệm thời gian kia không xóa mờ, một thời yêu em có ai ngờ, một đời tăng cạn mãi bơ vơ. Vì từ đầu tình yêu chưa dẫn lối. Làm gì mà em ngẩn người vậy? Hoàng hôn đẹp quá anh. Chỉ tiếc là những điều tốt đẹp thường ngắn ngủi. Thôi đừng có tiếc nữa, ngày mai cũng có thể ngắm mà. Có gì đâu mà tiếc. Nếu như mà em thích á, thì mỗi ngày anh sẽ đưa em tới đây để ngắm hoàng hôn. Em chịu không? Anh đã nói thì nhớ giữ lời hứa với em đó. Em chỉ mong rằng sau này mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh anh, cùng anh ngắm hoàng hôn.